Sau tuổi 50, có ba quý nhân mà bạn nhất định phải trân quý, dựa sông, dựa núi cũng không vững bằng ở cạnh những người này. Thành, bạn không đo đếm bằng sự giàu có, quyền lực, mức độ nổi tiếng. Thay vào đó, nửa sau cuộc đời còn những ai ở lại bên cạnh mới thực sự là thước đo chuẩn. Cuộc sống vốn nhiều thử thách, chúng ta luôn phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn cản trở. Nhưng dù vận trình buồn hay suôn sẻ thì bất cứ ai cũng phải bình tĩnh đối mặt. Nhưng va chạm trong quá trình tuổi trẻ vất vả rồi sẽ trở thành hành trang để đi cùng chúng ta đến ngưỡng tuổi trung niên. Tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh, mọi người mới có thể an hưởng tuổi xế chiều. Bất cứ ai cũng mong muốn mình có quý nhân trong đời. Thực tế những người này vẫn đang hiện diện bên cạnh, chỉ là bạn không nhận ra họ mà thôi. Chúng ta luôn luôn bỏ gần tìm xa, xem những điều tốt đẹp mà những người bên cạnh dành cho bạn là điều hiển nhiên, không biết trân trọng. Con người bước qua 50 tuổi nên trân trọng ba quý nhân dưới đây thì về già mới hạnh phúc. Ngày một người tốt nhất để dựa vào là chính mình. Khi một người bước qua 50 tuổi sẽ hiểu ra chỉ có thể dựa vào bản thân vì dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa người, người sẽ chạy, dựa sông, nước sẽ chảy đi. Cuộc sống này dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình. Không ai có thể đồng hành mãi mãi. Vậy nên, thay vì dựa vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân, việc mình có thể tự làm thì đừng nhờ và người khác. Có vậy, bạn mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có rông tố ra sao. Chỉ có dựa vào bản thân và tự tin hơn thì bạn mới không bị coi thường và sẽ giúp cuộc sống sau này của bạn ổn định hơn. Nếu bạn cứ dựa dẫm vào người khác, luôn mong người khác giúp bạn, giải quyết những rắc rối cho bạn thì bạn đã thực sự thua rồi. Thua trên đường đua để tới cái đích mà mình muốn. Và nếu bạn phụ thuộc người khác như vậy, bạn có khác gì một đứa trẻ to xác nhưng không có năng lực và cần người chăm sóc. Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường. khi Midway từng nói, cuộc sống luôn làm chúng ta bị thương khắp người, nhưng đến cuối cùng, những chỗ bị thương đó chắc chắn sẽ trở thành chỗ mạnh nhất của chúng ta. Bất cứ lúc nào, bạn cũng nên rèn luyện cho mình dũng khí để có thể sống tự lập. Nếu đặt hết hy vọng vào cuộc sống của người khác, thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như mong muốn. Chỉ có dựa vào chính mình mới khiến bản thân tự tin hơn, mới không bị người khác khinh thường, cuộc sống nửa đời về sau mới vững vàng. 2. Người bạn đồng hành tốt nhất là bạn đời. Có người cho rằng, đồng hành là lời tỏ tình lãng mạn nhất, bạn đời là người sẽ ở bên cạnh bạn lâu nhất. Cha mẹ đến một ngày sẽ rời xa chúng ta. Sau này con cái lớn lên có sự nghiệp, gia đình cũng sẽ không thể ở cạnh bạn đến cuối cùng. Suy cho cùng, chỉ có bạn đời là người luôn ở bên ta. Vì có người đồng hành, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong hành trình cuộc đời. Con người bước qua tuổi 50, chớp mắt là đã đến cái tuổi nghỉ hưu để an dưỡng. Bạn phải hết sức trân trọng duyên phận vợ chồng, nếu như trong lúc này mà ly hôn, phần lớn đều không tốt. Những ngày tháng sau này, cô độc một mình, biết tìm ai để chia sẻ, than thở kể khổ, nếu như bị bệnh, ai sẽ chăm sóc bạn? Bạn phải biết ơn người bạn đời của mình đã cùng bạn bước qua thời gian thanh xuân tươi đẹp, cùng bạn trải qua những năm tháng khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp. Cho dù đối phương hay cằn nhằn và có nhiều tật xấu nhưng chính những điều đó mới là tình cảm chân thật, đó mới là điều để tình yêu luôn bền chặt. Sau này, bạn sẽ phát hiện cha mẹ sẽ đi trước một bước, con cái thành gia lập nghiệp, bạn bè người thân ai nấy đều có gia đình của mình, không để thường xuyên ở bên cạnh bạn, chỉ có người bạn đời mới là người đi cùng bạn đến già. Ngày ba, phước hạnh lớn nhất đời người chính là con cái sau nửa đời người con cái đã trưởng thành cũng có chủ kiến và mưu cầu của riêng mình đừng gò bó chúng quá nhiều huống chi là dựa dẫm quá nhiều vào chúng mỗi người sẽ có một cuộc đời riêng chúng ta chỉ sống tốt cuộc đời của mình thì một ngày nào đó các con cũng sẽ hiểu có câu nói rằng đời đời hưng vượng câu này muốn nói với chúng ta rằng chỉ có con cái càng ngày càng tốt thì gia đình của bạn mới càng lúc càng thịnh vượng trong quá trình trưởng thành của con cái chúng không chỉ cần có sự dạy bảo của bạn mà chúng cũng mang đến rất nhiều hy vọng cho tương lai, vì chúng cũng đang dạy bạn những điều mới, từ con cái, bạn sẽ phát hiện ra sự thay đổi của thời đại và cũng phát hiện ra sự thành công và thất bại của mình. Khi con người bước đến tuổi 50, cái khổ lớn nhất không phải là không kiếm được tiền mà là không có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như con cái của bạn đều biết chăm ngoan nỗ lực thì dù bạn có mệt mỏi có khổ sở ra sao cũng cảm thấy xứng đáng và cũng có lòng tin để tiếp tục phấn đấu. Cuộc sống có thể gặp muôn vàn khó khăn và thành tựu. An hưởng tuổi già vừa khó lại vừa dễ. Khi sắp phải đối mặt với giai đoạn trung niên, nếu không có sự chuẩn bị từ trước, thiếu vắng ba nhân tố này thì chúng ta rất dễ rơi vào khủng hoảng. Còn người nào sở hữu đủ cả ba kho báu thì chính là người vô cùng may mắn.